ra mắt Toyota Aygo X cùng phân khúc Raize có hẳn cửa sổ trời toàn cảnh. Dòng xe mới nhất của Toyota chào sân tại thị trường châu Âu gọi tên Aygo X. Mini Wigo với tên gọi chính thức là Toyota Aygo X vừa ra mắt phiên bản hoàn chỉnh tại châu Âu. Nằm trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, dù kích thước và tỷ lệ phân bố xe có vẻ giống hatchback nhiều hơn, Toyota Aygo X tách biệt bản thân khỏi hai người tiền nhiệm dùng khung gầm Peugeot trên Citroën với hậu tố X. Ngoài ra, chiếc xe cỡ nhỏ nay sử dụng khung gầm GAB toàn cầu của Toyota. Với kích thước cũng trội hơn đàn anh đáng kể, Toyota Aygo X hứa hẹn sẽ khiến các mẫu xe hạng A khác tại châu Âu như Hyundai i10, Kia Picanto hay Fiat Panda phải dè chừng. Chiều dài tổng Aygo X đạt 3.700mm, lớn hơn trước 235mm, chiều rộng đạt 1.740mm, tăng 125mm, và cao đạt 1.525mm, tăng 65mm, chiều dài cơ sở cũng tăng 90mm. Nhờ vậy, thể tích khoang hành lý sau cũng tăng hơn 60 lít lên 269 lít. Gập hàng ghế 2 và con số này sẽ tăng lên 829 lít. Mâm mặc định được nâng kích cỡ lên 18 inch để phù hợp với vóc dáng mới. Để hoàn tất quá trình chuyển đổi từ hatchback sang SUV, Toyota Aygo X trang bị khá nhiều ốp nhựa đen bên ngoài, đồng thời nâng khoảng sáng gầm xe lên thêm 11mm, vị trí ngồi bên trong xe cũng cao hơn 55mm. Nội thất Toyota Aygo X cũng trẻ trung không kém bên ngoài với phần ốp viền trung tâm táp lô và cụm điều khiển đầy sặc sỡ. Tâm điểm táp lô là màn cảm hứng 9 inch, tuy nhiên dàn trang bị mà xe sử dụng không hề tầm thường bất chấp vị trí thấp, nhất đội hình Toyota chẳng hạn sạc điện thoại không dây, đèn nền nội thất, đèn pha full LED hay phần mềm cập nhật qua kết nối Internet. Toyota Aygo X có duy nhất một tùy chọn động cơ là 1.0 lít hút khí tự nhiên 72 mã lực, 93 Nm xoắn đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT, con số có lẽ là hợp lý cho chiếc SUV chỉ nặng 940kg. Xe tiêu thụ trung bình 4,7 lít nhiên liệu mỗi 100km. Cảm ơn bạn đã xem video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.